Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để gửi coin từ cái sàn Binance sang cái ví chớt. Thì trước hết, quý vị hãy đăng nhập vào tài khoản sàn Binance của quý vị. Và quý vị, ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị hãy đăng ký theo đường link mà KTV để bên dưới video này. KTV xin cảm ơn. Rồi, thì đây là cái sàn Binance mà KTV đã đăng nhập rồi. Quý vị hãy chọn vào ví này. Ở đây, KTV sẽ rút cái token có mã là CODE từ sàn Binance sang cái ví chớt. Thì quý vị cũng có thể rút bất cứ các token nào như BNB hay là USDT hay là BUSDT. Rồi, KTV sẽ quay sang cái ví chớt này để lấy cái địa chỉ. Rồi, thì đây là cái ví chớt. Nếu như quý vị chưa biết tạo cái ví chớt thì quý vị cũng có thể tìm kiếm những cái video trước mà KTV đã chia sẻ. Rồi, quý vị để ý cái biểu tượng phía bên trên góc tay phải này. Quý vị hãy kích vào. Ở cái ô tìm kiếm này, quý vị hãy tìm kiếm cái mã token mà quý vị muốn bật nó lên. Thì ở đây, KTV chọn cái mã là CODE này. Và nó chạy trên rất nhiều cái network như ERC đều có này, BF2 cũng có, BF20 cũng có. Rồi, thì KTV sẽ chọn cái CODE nó chạy trên cái BF20 này. Ok chưa? Quý vị hãy kích vào nút bật này. Đó, rồi. Bật xong, quý vị chọn xong này. Rồi. Đây. Thì chính là cái này này, cái CODE đây này. Đó. Quý vị hãy chọn cái này. Rồi, quý vị chọn vào nhận này. Đó. Đây, quý vị để ý này. BF20 đây này. Thấy chưa? Quý vị chọn nhận. Bây giờ quý vị hãy sao chép cái địa chỉ này. Sao chép này. Rồi, quý vị chọn xong đi. Quý vị hãy chọn quay lại này. Rồi, quý vị trở lại với cái sàn Binance. Quý vị cũng chọn vào cái ví, rồi chọn vào root này. Root. Rồi, quý vị chọn luôn cái CODE đây này. Ở cái ô thứ nhất là ô địa chỉ, thì quý vị lại dán cái địa chỉ mà quý vị vừa copy ở bên cái ví chớt vào đây. Cái ô thứ hai là cái ô mạng lưới, thì quý vị chọn chính xác là cái mạng lưới BEP20. Ok chưa? Quý vị chọn sang cái ERC20 là quý vị sẽ bị mất coin. Đó. Và quý vị lưu ý này, cái trên BEP20 này họ hỗ trợ tất cả các coin, các token họ giao dịch trên các ví phi tập trung cũng như là các sàn phi tập trung hay còn gọi là DeFi đấy ạ. Rồi, xác nhận này. Số lượng quý vị muốn rút bao nhiêu thì quý vị nhập cái số lượng vào. Ví dụ ở đây KTV sẽ chọn là tối đa chẳng hạn. Đó. Rồi, và cái phí giao dịch ở đây là 11 CODE. Ok, KTV sẽ chọn rút này. Rồi, xác nhận này. Ok, bây giờ quý vị hãy chọn xác nhận bằng email và số di động này. Quý vị hãy nhập mã từ số di động vào này. Rồi, quý vị hãy nhập mã họ gửi từ email đến này. Rồi, nhập xong quý vị chọn gửi này. Ok. Rồi, quý vị có thể trở lại hoặc vào xem lịch sử. Ở đây, KTV sẽ quay lại này. Rồi, bây giờ trở lại vào cái ví chớt wallet và quý vị hãy chờ.
chờ khoảng độ 20 giây. Thì cái mạng Smart trên BEP 20 này nó cũng không bị tắc nghẽn như cái mạng ERC20. Quý vị chờ trong giây lát. Ok, đó, ví nó đã thông báo nhận được đây này. Quý vị chờ một chút. Coi nó sẽ hiện lên ví của quý vị ngay đấy ạ. Đó, rồi quý vị thấy không? Đây, thì cái code này nó đã hiện lên ví rồi đây này. Đó, và quý vị muốn gửi BNB hay là USDT thì quý vị cũng làm tương tự y như vậy. Ok chưa? Quý vị cũng bật nó lên rồi lấy địa chỉ và chuyển từ cái sàn Binance sang cái ví này. Rồi, bây giờ ví dụ KTV sẽ vào cái trình duyệt này. Khi quý vị đã có cái token lưu ở cái ví chớt rồi thì quý vị có thể vào swap bất cứ nó sang một cái token nào. Và quý vị phải có BLB để ở cái ví này để làm phí giao dịch. Đó. Ví dụ KTV sẽ vào cái trang Pancake đi. Ok chưa? Rồi, nếu như lần đầu quý vị kết nối ví với sàn thì nó sẽ có cái biểu tượng connect thì quý vị cứ kết nối. Đó. Rồi, cái ô thứ nhất này. KTV sẽ để là code này. Code này. Đây, code này. Rồi, cái ô thứ hai. Ô thứ hai quý vị có thể chuyển nó có thể để là BUSD chẳng hạn này. Ok chưa? Đó. KTV sẽ chọn mark này. Thì quý vị có thể chuyển từ code sang bất cứ các token nào nó đã nít trên sàn. Đó. BUSD này hoặc là USDT chẳng hạn này. USDT. Ok chưa? Đó. Rồi, và việc tiếp theo quý vị chỉ việc vào upload và swap là cái code này nó sẽ chuyển sang cái USDT đây chẳng hạn. Rồi, thì đây là cách để mà giao dịch swap trên cái sàn Pancake cũng như là cái ví chớt. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây.